Nói đến Huế, mấy ai không biết đây là thủ đô của Việt Nam. Trong thời nhà Nguyễn, từ lúc vua Gia Long Nguyễn Ánh năm 1802 đến thời vua Bảo Đại, tức là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy thoại vị năm 1945. Kinh thành Huế là một tòa thành ở cố đô Huế, nơi đóng đô của triều đại nhà Nguyễn trong suốt 143 năm, là một công trình có quy mô đồ sộ nhất trong lịch sử Việt Nam. Kinh thành và các công trình kiến trúc của Hoàng thành, Tử Cấm thành nằm trong diện tích 520 ha ấy và có 3 vòng thành. Vòng ngoài cùng đó là Kinh thành, vòng thứ hai đó là Hoàng thành và vòng thứ ba đó là Tử Cấm thành. Vòng lầu trên cửa Thường Tứ. Vòng thứ nhất là Kinh Thành, có chu vi gần 10 km, cao 6,6 m và dài 21 m, tường bằng gạch và lõi đất ở giữa, có 10 cửa để ra vào. Trước mặt chúng ta là cửa Thường Tứ. Đi thẳng ra đường Trần Hưng Đạo. Đường đây ta thấy vòng thành thứ nhất ngoài kia. Đây là mặt trước, mặt hướng Nam. Qua bên kia cái hào là cái vòng thành thứ hai, là Hoàng thành. Hoàng thành có chu vi gần vuông, mỗi bề khoảng 600 mét, xây bằng gạch cao 4 mét, dài 1 mét, xung quanh có hào bảo vệ, có 4 cửa để ra vào. Vòng thành thứ ba trong cung là Tử Cấm thành. Đây là trung tâm sinh hoạt hàng ngày của vua và hoàng gia triều Nguyễn, là một hình có chu vi dạng chữ nhật, cạnh 324 mét và 290,68 mét, thành cao 3,72 mét, dài khoảng 0,7 mét. Qua thời gian, di tích kinh thành bị bỏ quên, nhiều hộ dân đã tận dụng để định cư. Đến thời điểm này, có hơn 4.200 hộ theo thống kê vào khoảng cuối năm 2019 là 4.201 hộ. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã lên dự án di dời 4.201 hộ dân chung quanh kinh thành Huế. Dự án được chia thành hai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2019 đến 2021 di dời khoảng 2.938 hộ dân ở các khu vực Thường Thành, Eo Bầu, Hồ Thành, Hào và tuyến Phong Lộ. Giai đoạn 2 từ năm 2020 Hai. đến 2025 sẽ di dời số dân còn lại vào khoảng 1.263 hộ dân. Giai đoạn 2 sẽ di dời bà con ở các khu vực như Hồ Tịnh Tâm, Lục Bộ, Đàng Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Trấn Bình Đài. Để lên xuống thành, ở đây bà con có làm cái cây thang leo lên leo xuống thưa các bạn. Ta leo lên thử xem sao. Lên trên này thì thấy vườn của bà con. Trên bờ thành, các cái luống hoa luống cải được trồng trên thượng thành dọc cái đường Tôn Thất Thiệp. Thì khi mua lại thì mình đi thôi, chứ chứ nhà nước đền bù rồi. Đền bù xong rồi hả? Xong rồi. Rồi bà cả giờ chưa về chỗ mô. Về mô chứ đi dạy nghề thôi, làm việc khác chứ. Dạ không phải là bà cả, bây giờ được đền bù cái khu đất ngoài Hương Sơ à? Không, nhà ở đây, đây nhất đất sản xuất đây. À, bà cả Nhà ở chị đấy với mấy nhà nữa đây. bà chị đất nông nghiệp thôi. À, đất nông nghiệp thôi. Dạ. Đền bù rồi. Đền bù Đền rồi. bù giá cả được không bác? Yếu quá. Yếu quá hả? Mà họ nói đất nhà nước chứ họ nói rồi thì mình chịu, mình dân mình chịu thôi. Dạ. Họ nói sao bác?
Giờ nói đất là đất nhà nước. À. Mà cái mình làm thì mình sản xuất ra thì mình tự thu hoạch. Dạ. Mấy chứ nói là chẳng quá giá nữa là giá hỗ trợ. Dạ. Bác làm đây lâu máu rồi, mấy chục năm. 30 năm rồi. Dạ. 35 năm chính xác là 35. Dạ. Từ khi làm chưa có đồng thuế đất rồi chứ không? Ký trước á là đội sản xuất á, là có cấn đông sản lượng. Dạ. Nhưng sau khi đội sản xuất tan ra rồi là cái mình giữ lại mình làm. Mình làm thôi. Dạ à, thôi, không có không có đồng thuế. Dạ. Chúng là được. Dạ, con cảm ơn bác. Đây là một con đường bà con đi lên nhà cửa của mình trên thượng thành. Dạ con chào mẹ. Dạ mẹ khỏe không? Đúng rồi à. Dạ. Mẹ ở đây lâu mau rồi mẹ. Mẹ ở đây lâu mau rồi. Mẹ không chỗ. Mẹ ở đây lâu mau. À chắc mẹ không nghe không thể buồn luôn. Dạ con cảm ơn mẹ. Ở đây sắp được di dời chứ ơ. Dạ. Bóc đất rồi mà chưa thấy lỗ rồi. Dạ bóc rồi mà chưa có lỗ này, tức là họ làm chưa xong hả? Ngoài Bắc Hưng Sơ phải không chú? Dạ rồi mới là bóc đất lỗ máu rồi anh. Bóc đất thì đi là được đưa thả với mẹ ha. Dạ. Trống tết. Một hồ là mình được bóc một lỗ hả? Diện tích bao nhiêu mét vuông? 100 mét. 100 mét vuông. Ngang 5 mét, dài 20 mét. Dạ. Khu quy hoạch Bắc Hưng Sơ. Bắc Hưng Sơ mà tôi có ra quái rồi mà đất nữa là làm chưa xong. Dạ. Chưa xong. Người ta còn nói đến lúc nào mới xong không anh? Chưa có ngay. Dạ. Thành thử là chúng là mong sớm giải tỏa cho người có chỗ an cư lạc nghiệp cho chứ. Làm gì lời dở quá. Yeah. Đây có lẽ là những cái hình ảnh sau cùng. Chắc thời gian không xa nữa, tầm khoảng 1 đến 2 tháng trở lại thì bà con ở đây sẽ được di dời. Sau khi khu quy hoạch di dời Bắc Hưng Sơ sẽ đưa vào sử dụng hoàn thành. Thậm chí trên thượng thành còn có các chỗ bà con bán quán nhậu trồng cây cảnh, chơi đá gà. Đây là cái thời gian sinh hoạt của bà con đang vào cái mùa xuân, vui xuân. Như vậy sơ qua chúng ta cùng tìm hiểu cuộc sống của bà con trên thượng thành. Tình hình là bà con rất là trống ngỗng dự án tái định cư ở cái khu Bắc Hưng Sơ sớm hoàn thành để bà con ổn định an cư và lạc nghiệp. Bây giờ cái dự án tái định cư ở Bắc Hưng Sơ như thế nào, làm đến đâu, xin mời quý vị và các bạn cùng với bên chúng ta đi ra chứng kiến thì phạm xem như thế nào. Đây là khu vực cửa hầu thưa quý bạn, tức là phía sau kinh thành Huế, một trong những cái cửa đi ra vào của kinh thành. Cửa nối liền đường Đinh Tiên Hoàng và đường Tảng Đà, cầu cửa hầu. Qua khỏi cầu cửa hầu chúng ta có cái ngã tư giao nhau giữa Tảng Đà và đường Tăng Bạch Hồ. Trước mắt chúng ta là cầu Bạch Yến bắc qua sông cửa hầu. Khu chung cư Hương Sơ nằm bên cạnh đường Tảng Đà. Đây là nơi giao nhau giữa đường Tảng Đà và đường Nguyễn Văn Linh. Cái ngã tư này cách cửa hầu tầm gần 1 km. Qua khỏi cái ngã tư vừa rồi chúng ta thấy một tai nạn giao thông đang xảy ra. Chợ Hương Sơ thưa các bạn, cách cửa hầu tầm cỡ 1 km. Tuyến đường này vẫn đang còn là đường Tảng Đà, nó nối thẳng so với đường Đinh Tiên Hoàng.
đường Đinh Tiên Hoàng có cái điểm giao với đường Trần Hưng Đạo, chắc có lẽ là quý vị và các bạn còn nhớ. Ngoài này chúng ta thấy mật độ bà con sống cùng dài một cái đám cưới. Đang trên đường tảng đá thưa quý bạn. Đây là cái khu vực đồng ruộng phía sau Hương Sơ. Chúng ta còn một đoạn nữa sẽ đi đến Hương Cần, đến cầu Hương Cần. Theo cái tuyến này thì chúng ta sẽ đi thẳng ra xìa. Và bên tay phải ở đây có một cái ngã ba. Đường đã được thảm nhựa bằng phẳng đẹp rồi đây. Và bên trong là một cái khu vực mênh mông. Đây chính là cái nơi mà bà con thường thành sẽ được chuyển ra đây. Đường xã cũng đã được lắp đặt bỏ vỉa, các cột điện chiếu sáng cũng được trồng, và cây cảnh tạo bóng mát, hệ thống điện nước cũng đang được lắp đặt. Khu vực giải tỏa bà con ra đây sắp được hoàn thành, đang trong những cái công tác cuối cùng. Các móc phân lô dường như là đã được cắm xong hết. Đường thì còn khoảng 10% nữa là sẽ xong, như là lọc vỉa hè, hoàn thiện bỏ vỉa. Vâng, như vậy video mình đã chia sẻ về cái tổng quát cái con đường di dân của bà con ở quanh khu kinh thành Huế. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Mọi ý kiến góp ý xin bình luận ở dưới video và không quên like cũng như bấm đăng ký để nhận được các video khác mà kênh Huế Việt Nam Ngày Nay tải lên. Xin mến chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo. Trân trọng.